Chắc mình nấu nồi này nữa là nghỉ Tết. Nồi này rất là nhiều, bắp nồi luôn. Thế nên là nước này, cái răng nước này. Nghỉ Tết xong mình, các bạn ai ở quanh đây thích mượn nồi nấu bình chứng mình dài gì tới đây cho mượn nấu số lượng khủng luôn. Đấy, cho mượn thoải mái, không mất phí, miễn phí ga luôn. Bình làm lạnh bọc hơi, trong bình làm lạnh này, trong cái ống này có một hệ thống ống inox xuống dưới kia. Đấy, đây là nước làm lạnh nha, nước làm lạnh nước mưa. Làm lần này tinh dầu nó không ở trong này, nó phải xuống dưới cái vỏ ống đông kia và ra thêm một vòi kia đó, lộ ra đấy, đường lộ ra đấy, trong là xuống dưới hầm á, lấy dầu. Đây là cái hệ thống bình thông nhau, cái răng nước, khi nước đây nó hết dần bốc hơi mà bị bốc hơi, mình đi về mình ngủ hoặc mình đi làm việc khác thì đêm bốc hơi dần. Nếu như mà không bù nước vào thì nước ra hết và hơi dưới này bốc lên là xì dầu ra hết. Bây giờ không mình không cần cấn để chêm nước vì khoảng 5-3-4 tiếng nhưng hết. Này, mình làm thêm một cái bình như thế này cho cái vòi hết, nó từ bu quá này là mình cứ đi thoải mái. Ok, có cái áp tắt gas, mình có cái đồng, có cái tắt van gas tự động tắt, và ở đây có một cái van an toàn, bình ga phải có một cái van an toàn để khi sự cố nó tự tắt luôn. Đèn van áo thang này rồi chuẩn, đuôi này này để mình thăm dò cái gì để mất nước. Đó, hết rồi, các bạn cần hỏi cái gì để mình quay. Trong này nguyên liệu này là nguyên liệu để nấu tinh dầu xoa bóp, chống xoang rất hiệu quả. Ai mà xoang lâu năm, 80 năm không lên dùng cái này, kết hợp với tinh dầu tràm của mình sẽ điều trị dứt điểm mới xoang được, chứ còn uống thuốc không đỡ đó. Uống thuốc kết hợp làm như vậy.